Xin chào, hôm nay mình xin mở hộp giày Nike Flyknit Luna 1 cộng Supreme. Đôi giày này trị giá hơn 1.000 đô la Mỹ. Các bạn có thể coi thấy ở đây. Ok, bây giờ mình xin mở hộp. Tại sao đôi giày này có trị giá hơn 1.000 đô la Mỹ? Đây là bên ngoài của hộp. Bạn có thể thấy được sản xuất tại Việt Nam. Bên ngoài hộp đây. Ngoài ra không có gì đặc biệt. Đây bên trong của hộp. Đôi giày này vào thuộc vào dòng Plus. Các bạn có thể thấy đây. Có nghĩa là đôi giày này được tích hợp với con chip ở dưới giày. Khi mình mua các phụ kiện của Nike, con chip này sẽ truyền tín hiệu tới các phụ kiện đó để cho mình biết mình đi được quãng đường bao nhiêu, tiêu thụ bao nhiêu calorie. Đây, tôi còn đôi giày ở đây. Bên hông của giày, khi cầm đôi giày ngay trên tay, đôi giày rất là nhẹ. Mình đọc thông tin từ Nike là đôi giày nặng chỉ khoảng 0.8 ounce, tức rất là nhẹ, khác rất với đôi giày Nike Fly bình thường. Đôi giày Supreme là phía sau logo nó gắn của hiệu Supreme. Thay vì cái logo Nike lớn thiệt lớn nằm ở đây, đôi giày Supreme này nó lại ghi chữ Supreme, chữ S, U, chữ P, bạn có thấy ở đây. Và logo Nike được nhỏ, được chuyển ra phía sau. Đôi giày này màu đen, màu gray. Phía đây. Còn đây là đế giày. Thấy đây logo được tích hợp con chip của này. Bên trong đôi giày có thể thấy chữ Supreme S9. Thấy đôi giày sẽ là như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.